Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình mấy hôm vừa rồi mình bận quá bởi vì là cũng đang sửa lại cái dàn các bác ạ. Đây này, các bạn xem này, đây đang tháo lưới này. Hôm nay bắt đầu mới làm lại cái dàn. Đấy. Cho nên là mình cũng rất là bận, chắc là mất khoảng mấy hôm. Đấy, sáng nay phải chạy te tua di chuyển cây cối các bác ạ. Đấy, thì mình làm cái dàn lại nó xuống cấp quá rồi. Đấy thì lần trước ấy mình cũng có làm một cái mini game ấy, nhưng mà cũng chưa có bạn nào may mắn trúng thưởng. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm một mini game nữa nhá. Thì đây cái phần thưởng dành cho bạn nào trúng thưởng ấy thì sẽ là một cái chậu ki cắt bà xổ số các bạn nhá. Thì cái chậu này gồm có tất cả 6 ki 51 nhá các bạn nhá. Đây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5, và nó có một cái kỳ ở đây nữa các bạn nhé. Cái kỳ ở đây là bị cái con gì đó cắn mất rồi, nhưng mà rễ nó vẫn khỏe mạnh nhé các bạn nhé. Đấy, sang năm thì vẫn mầm gốc vẫn lên bình thường. Đấy, thì cái chậu này là 6 kỳ cắt bà xổ số nhé các bạn nhé, vẫn còn rất nhiều mắt ngủ nữa chưa lên. Đấy. Đấy, thì mình cũng muốn là có bạn nào đó trúng thưởng thì các bạn mình lấy cho kết quả xổ số miền Bắc nhé. Kết quả xổ số miền Bắc của ngày 31 tháng 12. 31 tháng 12 các bạn chỉ cần comment 2 số thôi nhá. Mình rất muốn là có bạn nào đó trúng được thưởng của cái kênh của mình, để cho mình cái kênh của mình nó may mắn một chút. Thì mình sẽ tặng bạn ấy cái chậu 6 kỳ cắt bà này, rất là mập mạp, khỏe mạnh rồi. Sang năm 2 sẽ phát triển rất là mạnh nhá. Đấy. Thì các bạn comment 2 số cuối nhé, 2 số cuối, tự chọn 2 số cuối và các bạn ghi số điện thoại của mình vào đó nhé. Ok, chúc các bạn may mắn nhé. Hy vọng là ngày 31 tháng 12 là đêm giao thừa của năm mới thì sẽ có một bạn nào đó may mắn nhận được cái phần quà này từ cái kênh của mình. Chúc các bạn may mắn nhé. Đấy, các bạn có anh em bạn bè nào thì rủ họ cùng tham gia chơi nhé, cho vui và để dễ trúng thưởng. Mình chỉ có mình 2 số thôi, chắc chắn là sẽ có người trúng nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Xin chào các bạn.